vừa nãy với cái gia vị ở dưới chúng ta cho một chút nước. Để vỉ gác vỉ lên. Và ở giữa chúng ta sẽ để một bát gạo và cho nước để chúng ta sẽ làm thành món cơm. Chúng ta sẽ hấp tôm nữa. Nhìn cái cơm như này chúng ta sẽ để nước. Đó, trên này là trứng. Này là bên dưới là sườn, là tôm, mướp, hấp và cơm và trứng. Bây giờ chúng ta sẽ để vung lại. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cơm đã chín chưa. Cơm chín rồi, tôm tất cả đều chín rồi.